là sẽ đi đến như thế nào trong cái cơ tận diệt, mà người muốn vượt khỏi cái cơ tận diệt này phải lấy trong cái đạo. Biển Đông là cái trận chiến cơ tận diệt biển Lấp Năng Dời. Nhưng mà theo ông Trạng nói đó, cơ biển Đông mà khi mà nó chấm dứt rồi đó, còn một trận cuối cùng nữa đó là ông Trạng cho biết là khi cái trận cuối cùng là phải đến Thần Châu. Đến Thần Châu mới thu cả mọi nơi vẹn toàn, tức là Thần là con sông Thần, là con sông Bảo Giang. Mà chữ châu đây là lấy theo cái nghĩa của Đức Thầy thì là Tam Châu, là dùng châu đốc. Tức là sau khi núi Ông Cấm hiển lộ rồi đó, 18 nước nó mới kéo binh vô tại Tam Châu là sông Châu Đốc. Nó quấn thẳng vô nhà bàn và nó dọc về núi Ông Cấm để nó chiếm lấy những cái vàng rồng mà núi Ông Cấm nó hiển lộ lên đó. Thì đây là thập bát chư hầu, tức là tranh nhau để nó giành thập bát chư hầu Việt Nam, phải không? Như vậy thì trong cái thập bát chư hầu này nó lại là đánh nhau mà đánh với ai, phải không? Thì theo cái ông Ba Thới ông nói đó, khi mà trận chiến Biển Đông mà nó nổi dậy lên, cuối cùng là Phật thu hai nước, tức là thu nước Nhật và Trung Quốc, tức là con trâu Chệch và con trâu Nhật Bổn. Cuối cùng Phật Thầy Tang, tức là Đức Quỳnh Giáo Chủ, thu hai con trâu này trở về làm ruộng lên trâu điểm. Trâu sánh trâu xét ra trở lại thành một cặp trở lại, thành ra ông Ba Thới mới nói nè, hai trâu với thá phá mới hay. Thấy không? Tới hai con trâu này vô thành một cặp đi với ta, nó phá mày hay mà nó phá cái gì? Thấy không? Tức là khi 18 nước mà trong này có hai cái nước này nữa, nó kéo về cái vùng Tam Châu, nó quánh thẳng vô vùng Thất Sơn để nó giành giật đền vàng của Chúa Thánh đó. Thì hai con trâu nó dương linh Phật, nó quánh ngược trở lại, không cho ai vô trơn á. Tức là con trâu Chệch và con trâu Nhật, nó phá không cho vô. Thành ra nó đến đó nhưng mà chết vô số, nhưng mà vô cũng không lấy không được, là vì cái cơ trời phải là như vậy. Tôi chỉ nói tắt ngay người tôi mà. Thập bát chư hầu lị há khang, tức là chết người vô số kể, là cái trận chiến cuối cùng. Rồi mới đạo đức tầm sâu sâu trận cạn, phải không? Thì cái đạo lý của thầy ra dạy, ráng mà tầm để mà hành trì nó sâu màu, là nó rất là quyền bí. Thành ra phải hành trì theo cái giáo pháp của thầy. Cái người muốn hành trì theo cái pháp của thầy đó mới vượt khỏi qua những cái nạn tận diệt này. Mà đến chừng đó đó, cái người có hành trì đạo rồi đó mới sống sót, mà sống là nhờ đâu mà sống. Đến thời kỳ đó đó, bơm be lửa đỏ, nguyên tử khí độc tất cả các thứ, mà cái người tu hiền đó thì tới chừng đó là được Phật Quan Âm mới quá phép thần cho tâm quan cửu, đặng diệu dắt tín đồ giáo chủ. Tức là lúc đó cái người hiền trong phái Bửu Sơn Người Hương, hay là cái người hiền tu hiền ngoài phái Bửu Sơn cũng vậy, nhưng mà cái người tu hiền là được Phật Quan Âm quá phép thần cho tâm quan ngài diệu dắt những cái người này đưa vào dòng bốn thẻ có cái vàng phan của Phật gia đại, là không có bị cái sự chiến tranh nó tàn sát. Nó đó là thập bát chư hầu địa khang, mà đạo đức tầm sâu 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 cạn là biểu mình phải tu hiền đó ha. Đời cùng là cái đời cạn hết rồi, tận rồi ha. Đi loạn khắp chư bang, tức là cả thế giới đi loạn chỗ nào cũng có, nhưng mà cuối cùng tới cái Tam Châu là trận cuối cùng, là tới con sông Thần Châu là trận cuối cùng. Mà trận cuối cùng này mà hãy xong rồi đó thì lập hội luôn qua lập hội luôn qua. Mà trận cuối cùng này sâu thôi, tôi để nói cho rõ hơn cái nữa để cho bà con ráng mà hành trì. Cái cơ tận diệt nó bắt đầu đến là năm Dậu,
thầy mới nói là đến Thân Dậu thánh thần lao động đó, không? Rồi ngài mới nói đến Thân Dậu y như thượng cổ. Thì cái tỷ Thân Dậu sau là 12 năm sau, thì 12 năm sau là năm Quý Dậu. Năm Quý Dậu mới có Phật Ta Bà đó, tới đây yên rồi. Tới đây là yên rồi, dạ. Phật mới lập hội Long Hoa, nó chọn người hiền đức, dạ. Mới 18 nước, mới đầu nước Việt Nam phong Chúa Thánh lên ngôi. Thì tới năm Ất Dậu là Chúa Thánh mới lên ngôi, ừ. Nè, rồi Chúa Thánh lên ngôi thì ông Ba Thái mới nói là năm Tuất Thầy lên làm soái đây này, phải không? Là ông Trăng Trình lên làm soái, phải không? Nè. Rồi tới năm dậu thì năm trước năm tuất năm dậu thì Chúa Thánh lên ngôi, tới năm tuất thầy lên làm soái, xong rồi đó thì qua một cuộc biến chuyển nữa, đổi hồn thai xác mới lập lại đời Thượng Quân, ừ. Thì đây là cái người hiện còn lại thôi, tôi nói vậy thôi, dạ. Là thập bát chư hầu lị há khang, tức là cái cuộc chết chóc vô số kể. Mà chỉ có cái người đi vào cái đạo đức phải tầm cái đạo đức cho sâu chứ không có cạn đâu, dạ. Mà hỏi chừng nào cạn thì không thể cạn, bị đạo đức. La Hán thì biết việc La Hán, mà Duyên Giác thì biết việc Duyên Giác, mà Bồ Tát thì biết việc Bồ Tát, ừ. Bồ Tát chưa biết được việc của Phật, nó sâu dày lắm. Chỉ có Phật á, mới biết được toàn diện. Mà Phật mới biết được Phật với Phật, chứ mình cũng chưa biết được việc của Phật. Nó thành ra tu, thành ra nó sâu, đạo nó sâu vậy đó. Thành ra bây giờ cái đời cùng đi loạn khắp chư bang là cái cuộc chết chóc vô số kể. Và chúng ta may mắn là được Đức Thầy trở lại để mở cái đạo để cứu dân. Vì cái đạo của Thầy đi là cái đạo cơ trời. Nhưng mà cái đạo của Thầy đó, Thầy dạy tu kiếp kiếp nó không có trễ. Hay là ráng tu đừng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu. Bởi vì cái đạo của Thầy là thời kỳ cứu cánh, nó có cái khoảng thời gian tu và thời gian tận, chứ không ngoài ra đây không được. Bởi vậy ông Chính Diệm ông mới nói với Thầy câu, hả? Thầy câu đó nó nói là cái gì mà tôi cứ nhớ vợ cái giả đó, cái gì mà cái đầu tâm ảnh niệm từ bi nè, ừ. Thôi nó không có bỏ qua, nó không có bỏ qua, à, cái phần đó là ông Chính Diệm bỏ qua, ông nói gì đó. Thành ra thôi bây giờ cái đây quên rồi, như vậy thì để thôi rút lại, bây giờ cái cuộc trần nó đi đến khổ ai như vậy, Phật mới xuống thế đó, cha nọ vòng con vợ khóc à đó, tan nát sến giềng khổ gia, tức là tan nát hết rồi, nhà không kẻ ở nữa trước, nếu chẳng tin lời gặp thích tha, tin lời là tin gì, tin lời Phật dạy lo tu hiền, Phật cứu tao cho ông chạy đâu khỏi trơn á. Thành ra để nói chỗ này tôi xin nói thêm một đoạn nữa là cũng Đức Thầy nói đó, là của ông Trạng chứ, của ông Trạng chứ không phải của Đức Thầy. Ông Trạng cho biết là cái cơ mà cái cơ biên quánh xuống Việt Nam mình là cái cơ đầu tiên của cái cơ tận diệt, mà Thầy đã nói là tầng ban hậu hạng như tiên lưu động Nam Quốc luân dân cái luân xa, tức là khi mà cơ tận diệt là đặc biên quánh xuống trước. Hai cái cơ này đi sắc liền bên, chứ không có xa. Ông Trạng nó thấy dị tinh, xem đầy cung đến thì bất tạo thấy dị tinh phải liệu tháo cho mau đó. Dị tinh là cái sao chổi, khi nào ngày biểu cái sao chổi có xuất hiện thì hai năm sau đó sương mù dày đặc, thì giật mình quanh xuống. Thì Đức Trạng dạy mình phải thấy sao chổi là sẽ sợn lắm thân này nha. Chứ còn nếu mà không đánh thân thì sẽ chết, cũng như là cái cơ miên nó xuống là khi mà mình thấy sao chổi xuất hiện. Mà nếu nói cái sao chổi xuất hiện thì đó là một cái điềm. Còn nói về cái giật miên quánh xuống thì ông Ba ông nói về cái năm thành, ông nói là ông Trạng cũng nói năm thành, ông Ba cũng nói năm thành. Cuối cùng ông Trạng nói câu này là miên quánh xuống nè, câu này ở Châu Đốc nè. Cô lắng nghe cái tôi nói hay là nói lại với bà con lắng nghe cái đoạn này nha.
ông Trạng nói đó, người người phải trải qua gian nan, nha. Thành tỷ là quan phải vượt qua, chứ thành tỷ là Trạng cho biết là năm thành tỷ là quan là hải quan biên giới, miền nó vượt qua hải quan biên giới năm thành tỷ, nha. Nhưng mà thành tỷ nào, nếu muốn biết thành tỷ nào thì ông Ba Thái nói rất rõ. Bính thành bất trị mà đinh tỷ hung là biết nên đinh tỷ. Bính thành đinh tỷ là hung. Và ông nói thêm một câu này, phải không? Đất Nam Giang sao thấy ít người. Ông cho biết Nam Giang sao chết trơn à? À, đất Nam Giang sao thấy ít người. Hạt Châu Đốc là cái con hạt Châu Đốc ít cười nhiều khóc, là cái trận giặc Miên đánh xuống là Châu Đốc là ít cười nhiều khóc đó. Bây giờ gần biên giới mà thành phố nó cái điểm của nó phải đi thẳng vào đó, mình ra ráng có những cái điểm đó lo chạy trước đi, đừng tới nhà tới cửa. Thành ra cái cơ trận diệt mà thầy nói đó, mình phải vào cái đạo, cũng như câu chú Ba nói là cái câu là thiên địa u minh dĩ đạo tràng, tức là phải lấy cái đạo tràng, lấy cái đạo để em hành sự mới vượt khỏi qua các vật. Chỉ dĩ là lấy, chỉ dĩ là lấy, phải lấy cái đạo để hành sự mới qua khỏi tới cái tai nạn của thời kỳ cùng cuối của Phải Hồng Quân, để chúng ta tu hiền để được về ở cái đời Hồng Quân đó. Thôi bây giờ rút lại trong bốn cái câu này, nội dung nó là như vậy. Mà cái người muốn thoát khỏi cái cảnh này phải là cái người có đạo đức, và thứ nhất là phải làm tròn đạo nhân và đạo hiếu. Bất hiếu rồi là không tu đâu được. Nhưng mà tại sao cha mẹ mình đẻ ra mình, bây giờ mình có đạo mình phải trả hiếu chứ, phải hết lòng lấy. Mà cha mẹ có chết rồi phải ráng tu cầu cho cha mẹ được là nhẹ nhàng nơi cõi âm, chứ tại sao mà mình không có hiếu để mình lo, phải không? Rồi bây giờ thôi đi nhắc thêm một câu nữa để cho rồi cuối cùng ha. Người tu chết về đâu mà người không tu rồi chết về đâu ha? Cái này người đời người ta cũng muốn hiểu ha. Nhưng câu này là Phật nói chứ không phải tôi nói, phải không? Phật chư giải ngày nói đó, chết rồi mất xác còn hồn, chí công thì có Phật, chí công rút về. Cái người chí công tu hành khi tắt hơi rồi đấy, có Phật dắt mình về một cái điểm để mình chờ ngày dự hội. Còn làm ác đó, thì quỷ sứ dựa tề đem về địa ngục mới khảo tra nhiều đề. Có tội thì hành phạt, hình phạt hết cái tội rồi, không được đi đầu thai nó mới giảm tha trở về, chứ không phải muốn đi đầu thai mà được. Dẫn tha trở về sống với con cháu, trở về thì ngược lại con cháu bỏ bê, tức là hằng ngày nó không cho ăn cơm, năm nó cũng cho ăn lận à, nó chịu đói chịu khát nhiều về thăm tê, nó giận đi mới bắt con bắt cháu thế cho ngũ hành, tức là thế cho thổ địa để mà giữ cái hồn con cháu để mình vượt ra khỏi cái chỗ đói khát này, bắt buộc phải bắt con bắt cháu để thế dùng đó, nó khổ lắm. Thành ra bà con còn ở đây tu hiền hàng ngày phải bưng cái mâm cơm lên bàn thờ để xuống đây để đôi đũa giái cử quyền thất tổ ông bà cha mẹ về ăn cơm với mình, nhiêu là đủ rồi. Rồi cái chén cơm mình ăn là riêng, chén cơm mình cúng thì đến đấy vậy thôi, nhưng mà nó trọn đạo. Còn nếu không là cha mẹ mình đói, chứ không phải như mình tưởng. Mà cái những cái vong linh về Phật âm đó được mời mới dám ăn, chứ không phải vô ăn giật cũng thấy được. Thành ra thôi tôi chỉ nói một chút ít những điểm của cái vấn đề tu học của thôi. Cái ngày mà tận diệt đó, thời pháp nó còn vô Việt Nam mình không biết một lần nữa. Ngài giải pháp vô một Việt Nam lần nữa, thầy của Linh Cơ được tự cho cụ Nguyễn Trung Trực trả hận xưa. Khi pháp vô Việt Nam này một lần cuối cùng của kỳ tận diệt là cụ Nguyễn Trung Trực và Đức Cứu Quảng trở lại để trả hận xưa, phải không? Thì đối với bên cụ Nguyễn thì ngài có nói trong giới lý thầy một câu đó,
đổm lực hà quê trung trực thử. Đổm lực là ta đủ sức mạnh, ha. Hà quê, chứ hà là sang hà, quê là quê hương, đất nước. Khi mà giặc ngoại xâm mà đến Việt Nam này đó, ta đủ sức mạnh để chống trả với giặc ngoại xâm. Ta đủ sức mạnh, hà quê, trung trực thử. Trung trực thử, chữ thử này là tiếng Hán nha, chữ trung trực là cái hiệu của ngài. Ta là trung trực vậy, chữ thử là vậy. Tới nó ngày đó. Sáu nó nhỏ à, tôi nói lớn rồi, sáu nó nhỏ. Đó, tới ngày đó, trung trực sẽ trở lại. Lên ra chút, lên ra chút. Thành ra, tới ngày đó trung trực sẽ trở lại, mà đức cố quản cũng trở lại nữa. Mà thôi xin nói lại một câu, mà trung trực là ai? Vâng, tôi chỉ nói mang máng cái này thôi, dạ, thì dạ. Anh em có những cái nhận định. Nhưng mà mới tôi thì nói thiệt chứ quý vị là tôi không tu theo kinh Cầu Hai Thanh Sĩ. Nhưng mà tôi có tham khảo kinh Cầu Hai Thanh Sĩ qua một cuốn Hiện Đạo và một cái cuốn một cuốn Hiện Đạo và cuốn Thuyết Pháp Ứng Khẩu. Mà tôi rất trọng cái lời văn của Cầu Hai Thanh Sĩ, mà tôi những cái lễ bên Cầu Hai tôi đến tôi kính bái thôi, chứ còn tôi không nghiên cứu bên kinh đó tôi tu. Dạ, bởi vì tôi hiểu bên giáo lý của thầy để tôi tu đủ rồi, tôi không nghiên cứu tùm lum cho nó đầy chốc. Nhưng mà tôi chỉ nghiên cứu những cái đặc biệt. Nhưng ngày qua có một vị đó mới hỏi tôi về kinh Ngài Thanh Sĩ nha. Thành ra vị đó hỏi tôi, nói tôi không có biết bên kinh Ngài Thanh Sĩ, nhưng mà nếu anh muốn hỏi thì coi hỏi đi, rồi tôi có thể tôi luận được thì tôi giải, còn tôi luận được thì thôi. Anh hỏi tôi câu này, ngày Cậu Hai Thanh Sĩ mà đi Nhật đó để lại hai câu, ông có giải được không? Tôi hỏi hai câu sao? Ông nói Cậu Hai Thanh Sĩ đi đó nói là loạn nam cơ bắt khổ ai bi, mượn cớ đông du đại lịch kỳ, thấy không? Như vậy là Cậu Hai Thanh Sĩ nói có hai câu này với ý nghĩa làm sao? Tôi nói thôi giờ quý vị là tu theo kinh Cậu Hai Thanh Sĩ, thưa quý vị anh giải trước đi đặng tôi hiểu cái. Ông mới giải, ông nói Cậu Hai Thanh Sĩ nói loạn nam cơ bắc khỏi bi, có nghĩa là năm 1956 đó. Rồi 56 à. 56 59 gì rồi quên. Là Cậu Hai Thanh Sĩ đi đó là trong Nam này loạn, trong miền Nam loạn mà miền Bắc đói khổ, tức là miền Bắc khỏi đi, miền Nam này đói loạn. Rồi tôi mới hỏi vậy chứ anh giải như vậy rồi cái câu đại lệnh kỳ anh để đâu, phải không? Hôm nay câu đại lệnh tôi không hiểu, tôi không hiểu anh giải về sai rồi, thôi tôi giải cái ý tôi nghe, nhưng mà đúng sai tôi không biết, nhưng mà người nghe nhận định, phải không? Loạn Nam tức là nước Việt Nam chứ không phải miền Nam. Nước Việt Nam mà đến cái thời kỳ mà Biển Đông chiến tranh nó nổi dậy đó, thì nước Việt Nam này bị Trung Quốc nó quánh vô miền Bắc, đánh không có lợi, nó loạn, là miền Bắc của Việt Nam bị loạn. Là nước Việt Nam nó loạn là nó khổ ai bi. Cơ Bắc, cơ Bắc đây là cái cơ của miền Bắc Việt Nam là Trung Quốc chứ không phải là miền Bắc. Cái cơ Bắc tức là cái cơ tới thời cơ miền Bắc nó quánh vô Việt Nam mình đó, là Việt Nam này có ai bi, phải không? Rồi cả Thanh Sĩ mượn cớ đông du tức là đi ngoại quốc, đãi lệnh là chờ lệnh. Chứ đãi lệnh là chờ lệnh, tức là chờ lệnh trời hay lệnh lệnh thiên của thánh thần gì đó để trở về cứu quốc. Chứ đãi lệnh là chờ lệnh để cứu quốc. Mà nếu chờ lệnh về cứu quốc thì dựa cái câu mà trao chệt An Nam bắt cài, An Nam là ai bắt? Cái câu này suy luận. Rồi thôi để tôi không có tu theo kinh Ngài Thanh Sĩ, nhưng mà tôi đã nghiên cứu bên cuốn Sánh Trạng. Tôi thấy một cái bài văn này, thôi tôi cũng nói lên cho anh em có những cái để mà truy cứu thêm.
trong Sanh Tạng có một đoạn văn đó: phá điền thiên tử giáng trành, dũng sĩ nhược hải mưu thần Như Lâm, trần công nải thị phúc tâm, giang hồ sĩ sĩ đào tìm xuất du, tướng thần hệ xuất y chu, thứ kỳ phục kiến đường ngu thị thành. Đây là chánh văn, một đoạn văn chánh văn là như vậy. Nhưng cái phần tôi diễn giải về văn tự, nhưng mà đúng sai thì quý vị nghiên cứu nha. Phá điền là đến thời kỳ chiến tranh thứ ba nổi dậy cơ tận diệt, biển lấp non dời là cơ phá điền, nhà cửa đều tiêu tan quan ruộng vườn không còn làm ăn được là cơ phá điền. Mà cơ phá điền người tu mới còn phá điền. Thì cơ phá điền này thiên tử giáng trần, tức là vua mới giáng thế, đúng không? Đó là cái văn nó vậy, không phải nhân. Nhưng mà đặc biệt cái câu mà dũng sĩ nhược hải nè, hay sao? Một dũng sĩ ông giảng văn mà ông phải luận một chữ sáu nghĩa, phải luận nó cũng khó. Dũng sĩ nhược hải, một chữ dũng sĩ đứng đầu, chữ nhược đi kế ông dạy, chữ nhược là yếu là không được nè, phải không? Dũng sĩ nhược hải, chữ nhược là bằng như, chữ hải là biển. Đây là dũng sĩ tánh bằng như, chữ hạ nhược là bằng như, chứ hải là biển. Dũng sĩ này tánh bằng như biển, giúp người quên thân, tức là tánh rộng lớn nha, tánh bằng như người đang. Dũng sĩ nhược hải, mưu thần Như Lâm. Được, cái mưu của ông dũng sĩ là mưu thần như rừng Như Lâm nha, ông đối ứng được mọi thứ nha. Nhưng mà đặc biệt ông Trạng nói câu này nè: trần công nải thị phúc tâm. Trần để là ông họ Trần, nhưng không biết ông Trần nào nghe, tôi chỉ giải ông họ Trần thôi. Mà chữ công đây, trần công đây, mà kiếp trước ông này lớn lắm, tiền kiếp ông này lớn lắm chứ không phải là cái người thường. Tiền kiếp ông này lớn lắm, bị gì chữ trần công, chữ nải thị phúc tâm để tôi giảng văn tự. Chữ nải thị đây là một vị Bồ Tát đi giáo đạo, tâm phúc tâm là dạy con người làm hiền, đúng không? Giang hồ sử sĩ mới đào tìm xuất du, tức là thời kỳ ông Trần Công nè, ông giáo đạo, ông Bồ Tát ông giáo đạo đó, người ta không ưa ông, người ta muốn xử tiêu ông theo cái lối giang hồ, có nghĩa là giang hồ sử sĩ muốn thủ tiêu ông này nè theo cái kiểu giang hồ. Thành ra vì vậy mà ông mới đi ngoại quốc, tức là ông mới đào tìm xuất du. Nhưng mà ông Trạng nói đây là một tướng thần hệ xuất y chu, có nghĩa là ông này ông xuất du, ông đi, chữ chu là chữ châu, ông đi ngoại quốc y như thời nhà Châu vậy. Thứ kỳ phục kiến, thứ kỳ là đến thời kỳ phục kiến, là ông này ông trở về phục quốc. Ông này tài giỏi như là đời đường ngu như thúng vậy. Đó là hết cái bài văn, đoạn văn của tôi diễn tả ra là như vậy. Thành ra bây giờ nói cái ông họ Trần, Trần Công này đó là nải thị, tức là Bồ Tát. Ông Trần thì ông đi ngoại quốc, thì coi quý vị xét ai tôi có thể là, tôi có thể là dự đoán một phần nào, có thể là ông Tạng nói ngay còn hai thanh sĩ, bởi vì những cái trạng thái mà ông thanh sĩ ông sống và ông đi ngoại quốc nó giống cái bài văn này nè. Thành ra mình có thể mình dẫn chứng như vậy. Thành ra thôi bây giờ tôi cũng có đôi lời nhắn nhủ tất cả đồng đạo huynh đệ. Tôi không tu theo kinh Cầu Hai Thanh Sĩ, nhưng mà tôi không dám đả pháp. Còn anh em nào tu theo kinh Cầu Hai Thanh Sĩ được thì có duyên, được tu không duyên thôi. Mình đừng có cái lòng ích kỷ hằng học, tức là mình có cái tánh nhân ngã nó vướng mắc trong tâm hoài là mình tu khó đạt lắm. Thành ra thôi anh em nào có không thuận duyên thì thôi lo tu đi, chứ đừng có ghét là nói hằng học. Mà nó đặc biệt có một điều, mình đã ghét rồi mà mình đem ra mình dẫn dụ cho người ta ghét nữa là cái lỗi mà này mình gánh hết à. Bởi vì mình không ưa mà mình không biết mình không ưa đúng hay sai, mà mình lại dẫn người ta biểu người ta phải hành theo ghét y như mình, là người ta hành là sai, người ta không có lỗi đâu, mình lỗi à. Mình dạy người ta mình chịu trách nhiệm. Vậy thì tôi khuyên những ai mà không có duyên với kinh Ngài Thanh Sĩ thì thôi mình cũng đừng ghét, mình tu không nhà không hay nói gì,
chính tôi là tôi đâu có tôi kinh cầu ai đâu, tôi chả thuộc một câu nữa. Nhưng mà tôi không dám ghét, mà tôi có tham khảo hai cuốn của ông, bởi vì người ta nói quá, tôi mới coi cuốn Hiện Đạo và cái cuốn Thế Pháp Ấn Khẩu, thì tôi thấy đâu có chỗ nào đâu mà tà, nhưng mà nói trở lại đó. Nếu nói kinh cầu hai tâm sĩ, cái đó chuyện của người ta đi, à, cái đó chuyện không, của người ta, chuyện của người ta, nhưng mà người ta mình nói đây cũng có hữu ích cho người ta, phải không? Rồi thôi. Ta không chịu. Ngày nay có mấy sợ mai sau dùm thấy bay hồn, trừ tà gian quần thiện lại tồn cảnh sông sông máu núi xương tha thiết. Nhưng mà ngày giờ này đó, tại mình chưa thấy nói thời công tin tới chừng thấy an năng chẳng kịp mà khó bề tính ta. Ngày nay nghe được câu kinh sớm đến Phật đàn, tu cầu chư Phật cứu an linh hồn. Bây giờ là mình chưa có thấy chỗ khổ có mấy, nhưng mà tới chuyện khổ đó là coi như khó lắm đó nghe. Bởi vì cuộc thiên cơ đố ai biết đặng, ngày mai bữa nay yên tĩnh mà ngày mai thảm sầu. Nói gì trong cái cổ, cái khổ đó cũng như thế là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Dùng phép màu lập lợi thượng quân, nay chuyện thiên cơ cùng đã tỏ hết chân. Cho môn nhân đệ tử của thầy và để biết rõ lại trong cái cuộc đời nó đi tới. Khổ như thảm ngày nay quá mấy, sợ mai sau dùm thấy bay hồn. Vì cái khổ này đó là vì đâu bút ngọn lửa tần mà lòng tăng sĩ như dần nát tan. Qua liền năm nước chật đàn, qua lộ văn giáo, máu tràn thành sông. Đổi nhật, đổi nguyệt, đổi phong, mà đổi năm, đổi tháng, đổi trăm ngày giờ. Bởi vì cái việc gì nó cũng thay đổi hết, chứ nó không còn nguyên vẹn. Hay là lớp đau chết kể thôi vô số, tà ma yêu quái chật đường trốn hồng trần, nhiều cảnh thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Cái câu nói đó là Phật để chỉ trích cho cái bước đường nó đi tới, đặng cho chúng sanh mình thấu rõ được mà lo tu hiền đặng thoát nạn sau khi này, chứ đừng có để cho ngó thấy. Nếu mà ngó thấy rồi ăn năn không có kịp đó nghe, khó bề tính tan. Ngày nay nghe được câu kinh sớm đến Phật đàn thì cái ý nghĩa như vậy. Còn cái chỗ vì đâu bút ngọn lửa tần mà lòng tăng sĩ như dần nát tan, vì cái trận đó đó mà Phật mà còn khổ đó. Vì chúng sanh mà Phật còn khổ đó, mà cứu không được. Bởi vì trong cái chuyện gì cũng vậy, nó cũng phải có trong cái dấu vết ở trong. Bởi vì cuộc đời nó không còn gì nữa, thì cái cuộc biến chuyển nó thay đổi, bữa nay như vậy ngày mai nó khác rồi, chứ không còn. Chứ nó không còn cũng như thể là cái thời bình nữa. Bởi vì chúng sanh mình và môn nhân đệ tử của Phật gắng lo tu hiền và lo niệm Phật. Lời của Phật nói niệm Phật bệnh tật tiêu tan, từ bi hỷ xả Phật ban phép lành, niệm Phật thoát khỏi tử sanh, nương theo Phật quốc lời lành hằng nghe. Cõi trần đừng đắm ngựa xe, đeo tuồng mỏng quyển lập tè lè sắc hương. Thì cái chuyện gì cũng phải lấy cái tâm của người của mình mà chân chất thật thà đối diện lại với đời. Chứ còn mình không có tính cái toán gì, cái chuyện gì mà nó còn tồn tại mãi hết. Còn cái khổ này nữa, cái khổ thứ nhất là cái khổ khắp thế giới. Cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Bởi vì thấy chúng sanh ít có ai mà để nghe câu kinh mà hành theo kinh. Thành ra gì trong chỗ đó phải nằm chỗ cái trận. Nó không có còn yên mãi mãi hoài được. Nó phải có trận này trận nọ. Bởi vì đời nó đã hết đời rồi. Lời của Phật nói, đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lầm son ghi lại. Nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nói thời không tin. Cũng như thể câu nói tới đây cũng viết giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới mọc. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan.
cái chuyện lúc nào Phật cũng là thương xót chúng sanh hết, mà đáng tiếc rằng chúng sanh không có tùng theo tâm câu kinh, mà không có hành theo cho cái câu nào ở trên cờ, thành ra cảnh khó của chúng sanh phải nhận trong chỗ này, chứ không khi nào thoát khỏi được hết. Còn nhiều cái trận kêu bằng hải hùng khủng khiếp, bởi vì cái chỗ thế giới của mình đó, ai cũng là tâm của con người không, chứ không ai là tâm người hết. Thành ra cảnh khó của chúng sanh phải nhận thôi. Từ đây sắp đến thảm thê, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng, đến chừng tới việc ngóng trông trách rằng trời Phật sao không lòng từ bi. Đó là mình trách không được rồi, bởi vì Phật từ bi độ tử độ sanh là độ kẻ hiền lương nhân ái, chứ không có độ cái người hung được. Bởi vì cuộc biến chuyển nó thay đổi, nó đã tới rồi, nó qua cái thời, sắp bước qua cái đời thượng cổ. Bởi vì Phật á, nhắc nhở môn nhân đệ tử coi kinh phải hiểu lý kinh, hiểu lý kinh mới hành theo kinh được. Kệ kinh nhiều kẻ đọc xuông lý kinh không hiểu như luồng gió qua. Bởi vì xem kinh phải hiểu trong ý nghĩa trong câu kinh mới hành theo kinh được, nó mới đi trúng trong cái đường lối, cái ý nghĩa trong câu kinh. Chứ còn mà mình đọc mà xuông hoài là in chật lắc hết trơn, là bị nhắm qua ý trời đã định mà. Mình cái ý mình muốn đâu có qua ý trời được, bởi có câu nói mưu sự tại nhân mà hành sự do thiên. Nếu mà mình mà trọn vẹn được rồi thì không có thiên địa, cái chuyện gì cũng vẫn qua cái ý trời thôi, không có ai mà dừng lại được hết, bởi vì thời cơ nó đã đến rồi. Lý thiên định hoạt định cuộc nguy cơ thảm họa khắp tràn lan, chứ không phải cá nhân một chỗ này chỗ nọ đâu, ít lâu để tới chỗ khác, chứ không phải là mình nói yên được. Bừng thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, bởi vì sau khi này đó, nào là nước dâng lên, đó là cái cuộc tẩy trần, mà cuộc đó coi như cảnh khổ chúng sanh đã có rồi, mới có nước dâng nha, dâng đặng rửa tẩy cho nó sạch sẽ, rồi mới bước qua trong cái thế giới khác, chứ không phải là nói chuyện mà nó yên được. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, lửa thì muốn cháy đâu cháy, chứ không phải mà mình ngăn cản được đâu, không ngăn cản được, ý trời đã định mà, đâu có ngăn cản được. Ông sắm ông xét rồi nhiều khi cháy nhà luôn, chứ không phải nói chuyện. Đâu có ngọn lửa nào mà qua ngọn lửa của bực bì trên được, không có bằng, không có chỗ nào qua được hết. Bởi vì trong việc gì cũng vậy, là cái ý trời đã định, nó không có yên được đâu. Bởi vì kinh điển của Phật phải dạy mình lo tu hiền đặng thác trong chỗ này chỗ nọ, chứ không phải nói chuyện mà như không mà cái ý mình mà tội nguyện được, do trời để định thôi. Cái ý mình mà tội nguyện được rồi đó, thì khắp chúng sanh đâu có ai đi vào hoàn cảnh khó, phải nhận trong cái phần ý trời đã định, chứ không có chỗ nào thoát nạn được hết. Bởi vì gán lo tu hiền và lo niệm Phật mới có thoát được cái cảnh trần ai của chúng sanh sau khi này. Nếu mà chúng sanh không nghe được á, thì sau khi này phải nhận cái hậu quả của cái cuộc đời nó đã hết sau khi này. Cũng như thể ông nhắc nhở môn nhân đệ tử, ông nói 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, ta nhắc lại héo von cho trẻ, chứ đau lưng đừng ghẻ đừng chia, cả kêu lớn nhỏ hoài dìa, trên hòa dưới thận chớ lìa chớ phân, không có phân gì hết. Cái chuyện gì cũng phải tùng theo cái ý trời đã định, chứ không có phân cao thấp để làm gì. Cứ việc lấy trong cái chỗ tự nhiên mà đối diện lại với trong cái cuộc đời, chứ không có nói mình cái ý mình mà tròn ý được đâu. Bởi vì gán lo tu hiền và lo niệm Phật, đặng cho nó thoát đi cảnh trần ai sau khi này. Còn chúng sanh mình mà cứ việc lè mắt dưới đời mà trong tâm không có chút gì là mệt lắm đó nghe, là cảnh khó nó đã có rồi, không khi nào thoát được hết. Cái nghiệp chướng của chúng sanh mình nói gì trong cái chỗ này chỗ nọ, mỗi cái đều khác nhau hết,
chứ không ai giống ai hết. Bởi vì đau nhiều chứng dĩ kỳ khó kể, sách từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dương gian khó nội tung dung, mà người tu niệm sống đời thường tục. Bởi việc gì cũng lo tu hiền, lo làm người chân chất thật thà, nó mới có còn được. Do ông ấy là không khi nào còn được hết. Giờ cái người chết vì cái lửa tự bốc cháy không hay là sẽ đi về đâu không hay? Người đó đó, lửa mà của trời mà để bốc cháy mà chết sợ không còn nữa. Không còn. Bởi vì cái ý trời đã định mà không có còn được nữa. Bởi vì trong cái con người, coi như cái người đó, coi như vô tâm quá vô, thành ra bực bì trên mới dành sẵn cho cái chỗ đó, coi như chết mà không còn gì hết. Bởi vì cái việc gì cũng vậy, gán tâm bình tánh tình mà lo tu hiền. Lời Phật nói cái tâm của người mà có rồi đó, thì cái ánh sáng nó đã có. Tâm bình tánh tịnh được thì phát huệ, cũng như thể ta thương chúng mới viết ra giảng kệ. Khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời chớ có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa làm theo đắc đạo. Cũng như ngày hôm nay nói đây, cũng câu của Phật là để ghi trong cuốn kinh. Ông nói hiệp cùng nhau truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ thân danh, công đức ấy từ bi vô lượng. Đành rằng nghe có nghe mà hành ha, là không hành theo gì tự ý của mình. Đây là bổn phận làm người. Cũng như thể có câu nói, ông nói tu gia tỳ trì, tu nhỏ tu nhen, tu quốc dương cho Phật, Phật ngợi khen, tu hiếu nghĩa bao trùm tiên thánh. Bị gì trong cái cuộc biến chuyển, Phật ân xá, đại ân xá cho cảnh khó của chúng sanh giờ nằm tại gia đình mình không? Chứ không có nói ở đâu hết. Bởi vì gắng mà lo nhường nhìn, muốn làm người gặp ai, muốn làm người phải gặp con người, mà con người ấy ở kề sát bên mình luôn. Hỏi vậy chứ mình có chịu đựng được cũng không? Ông nói lựa đồng mà đúc lấy chuông, lựa người biết chuyện đặng thương lâu dài, ngày sau khi này tới một muôn năm nặng, chứ không phải 2000 năm như ngày nay. Bởi vì tất cả chuyện gì, cái cảnh khó nó kề sát bên, kề sát bên mình không, là ân xá, đại ân xá của bậc bề trên để cho mình, để hỏi lòng mình thôi, chứ không có chuyện gì. Hỏi lòng mình có chịu đựng được cũng không. Còn đắc quả thánh rồi khó làm cho hiền thánh lung lai, chỉ tứ nước dung thân cây quý. Nếu mà đạt được làm người xong rồi là quả thánh nằm kề sát bên mình liền, coi như là cố lì đã kề sát bên Phật. Lòng bồ đề sắt đá dám kình, chứ không có màng tới vụ gì nữa hết. Miễn cho được ngày hơi, hai cơm tẻ buổi bần hàng đặng có tu thân,